Kính thưa quý vị, tại Trảng Bom đang diễn ra dịch bọ đậu đen. Hàng trăm gia đình dân ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang đối diện với nạn bọ đậu đen tấn công vào nhà. Theo Trạm Bảo vệ Thực vật ở huyện Trảng Bom cho biết, thì dịch bọ đậu đen đã tồn tại nhiều năm qua và xuất hiện ở một số xã, nhưng lần này xã An Viễn, mức độ bọ đậu đen xuất hiện dày đặc làm hàng trăm gia đình khốn đốn. Trong một căn nhà có đến hàng ngàn con bọ đậu đen xuất hiện, bám đầy trên tường nhà, trong các góc nhà, trên dây điện, bếp, tủ đựng thức ăn, tủ quần áo, giường ngủ, bàn thờ. Người dân cho biết mùi hôi của loại bọ đậu đen này giống như mùi hôi nồng của loại bọ xít. Người dân đã dùng đủ mọi biện pháp như quét đi, đốt, đổ nước sôi, đổ hóa chất để diệt chết những con bọ đậu đen. Nhưng bầy này chết lại có bầy khác xuất hiện. Khi dọn bàn ăn thì bọ đậu đen lại bay vào thức ăn, son nồi, khiến cho gia đình rất khốn khổ. Mỗi sáng thức dậy, các gia đình đều phải quét gom bọ đậu đen để mang đi bỏ. Người dân vẫn còn đang chờ cơ quan chức năng hướng dẫn cách để tiêu diệt loại côn trùng này. Chi cục bảo vệ thực vật ở tỉnh Đồng Nai cho biết, bọ đậu đen là loại côn trùng cánh cứng đã có từ rất lâu tại địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa có thuốc trị. Bọ đậu đen thường xuất hiện vào mùa mưa. Hàng tháng khi có trăng lên, bọ đậu đen lại xuất hiện, tràn vào nhà, cả khi có đèn thắp sáng cũng như khi đèn tắt. Loại bọ này không cắn người hay đồ vật, chỉ khi bị dẫm lên, chúng mới tiết ra nước dịch, có thể làm cho phần da người tiếp xúc bị phồng lên rợp nước. Do chưa có thuốc diệt loại bọ này, nên người dân thường phun thuốc trừ sâu và hun khói bằng lớp xe cũ khi chỉ mới có một vài con bọ vào nhà thì có hiệu quả. Nhưng hai cách này đều gây độc hại cho người và môi trường.